Hello everybody, hello mọi người. Lại là mình đây nha mọi người. Ok, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình ngày hôm nay nha mọi người. Thì video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục review một con vật đàn Lego như thế này nha mọi người. Đây là con vật Lego ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn theo Lego mình review cho mọi người xem nha. Đây, mình vừa hoàn thành xong một con Lego như thế này nha mọi người. Thời gian mình làm con Lego này thì cũng tầm 10 phút thôi mọi người. Đấy, mình làm xong là 10 phút thôi. Cũng không quá lâu nha mọi người ha. Rất là nhanh nha. Đấy. Đó. Nếu mọi người ai có khéo tay thì có thể hay khéo tay thì ai khéo tay nữa thì cũng có thể làm nhanh hơn mình nha. Mình thì mình làm tầm 10 đến 15 phút thôi. Đấy. Đây là mô hình loại nhỏ nha mọi người. Các sản phẩm Lego này thì có rất nhiều loại kích cỡ khác nhau nha mọi người. Mình thì mình thích cái loại nhỏ như thế này, nó làm nó nhanh mọi người. Chứ làm các bộ Lego lớn hơn thì cũng mất rất nhiều thời gian nha mọi người. Nói chung là tùy theo sở thích của người thôi. Có người làm to, có người làm nhỏ. Đó. Có người thì thích làm nhỏ như thế này, còn có người